Ờ, thư sư con là phật tử tại gia con đi đường con ra ngoài xã hội tiếp xúc với rất nhiều người con cảm thấy con người ác và bất thiện nhiều quá sư ơi rồi thêm có nhiều người hại con hại gia đình vợ con của con nữa sư cho con hỏi là nếu con không có thiện cảm hay không thể cởi mở vui vẻ giao tiếp với con người thì con có sai theo lời Phật dạy không sư con không có thiện cảm với họ chứ không phải con thù ghét hay mắng rủa gì họ hết chẳng qua con không có thiện cảm con không muốn giao tiếp gần gũi hay tiếp xúc với họ thôi vì con gần họ con sẽ sanh nhiều phiền não hoặc bực bội Con chỉ nói những người bất thiện với không tốt thôi Còn những bậc thiện truy thức hay những người tu học như sư Con rất muốn được gần gũi vì con còn nhiều thứ phải học Từ các sư cũng như những người thiện truy thức Mong sư hoa nghĩ giải đáp à, Thưa quý vị đó trong kinh Gala tá kinh hạnh phúc 38 pháp hạnh phúc cái bài cái câu đầu tiên Đức Thế Tôn nói như thế này không có gần gũi những kẻ ngu gần gũi những bậc trí cúng dường bậc đáng cúng dường đó là phước lành cao thượng À, quý vị à, kẻ ngu á là thứ nhất á là những kẻ ác. Nghĩa là sao? À, họ là những người không giữ giới. À, họ là những người sống bất thiện à, thì đó là kẻ ngu. Cho nên ý, cái việc mà mình không có gần gũi những cái kẻ ngu á thì đó là cái điểm lành tối thượng. Còn trong cái sự gần gũi ở đây đó Ừ, nó được định nghĩa là gì thứ nhất là mình tiếp xúc ừ. à, cái thứ hai là mình à độ họ mình thờ họ lên trên đầu á thì đó là sự gần gũi những kẻ ngu à, thành ra nếu như á mà quý vị thấy là những cái người sống bất thiện thì quý vị chỉ đơn giản là đừng có gần gũi họ thôi ha À, có thể tránh được thì tránh à, nếu như không có khả năng hoặc là chưa có khả năng lãi tâm từ đến với họ chưa có khả năng à, có cái lòng bi mẫn đến với họ thì quý vị có thể tránh tránh họ đi à, đừng có tiếp xúc tránh cái sự tiếp xúc à, bởi vì đức thế tôn nói rồi mà không có giao tiếp không có gần gũi với cái kẻ ngu thì đó là cái điểm lành tối thường à, ngoài ra đó thì à, quý vị nên à, nhớ một điều nữa như thế này nè tức là cái à, nghiệp của chúng ta đó chúng ta làm những cái nghiệp như thế nào thì chúng ta sẽ sống trong một cái môi trường như thế đó rất ít trường hợp đó mà quý vị tạo cái quý vị tạo cái nghiệp thiện, quý vị sống thiện mà quý vị um, phải ở trong một cái môi trường ác pháp. Ê, tại vì sao? Bởi vì khi chúng ta tạo nghiệp á, thì chúng ta thường sẽ kết những cái duyên với những người lành, với những cái người mà cùng chung chí hướng với mình. ví dụ như cái người mê nhậu, họ sẽ có bạn nhậu cái người mê cá độ họ sẽ có bạn cá độ cái người mê kiến trúc họ sẽ có bạn làm nghề kiến trúc cái người mê xây dựng thì họ sẽ có những người bạn xây dựng thế tức là đó cái khuynh hướng tâm lý của mình như thế nào thì mình sẽ gần gũi với những người tương ứng như thế đó thành ra khi mà quý vị thấy đó à, mình không có tiếp xúc được mình không có gần gũi được mình không có ở gần được với những cái bậc hiền thiện mà mình lại phải ở gần những cái bậc ác mình phải tiếp xúc với những người ác mình phải chơi mình phải gần gũi mình phải sống gần với những người bất thiện thì phải xem lại thái độ tu tập của mình ha xem lại coi mình đã vung bồi được những cái nghiệp thiện để mình ở gần những bậc thiện chuyên thức hay chưa nếu như chưa đó, thì mình phải vun bồi, à, mình phải tạo những cái duyên để mình có thể ở gần những bậc thiện tri thức. Ừ. Đây.